Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một bộ dàn mini khá là hay của hãng Kenwood. Bộ này nó có một cái chiều cao hết sức là khiêm tốn, nó cao chỉ có 20 cm thôi, nhưng mà chất lượng âm thanh là rất tốt. Đây là thớt dàn, đồ hàng bãi thì không thể tránh khỏi những cái vết trầy xước. Ở trên thớt dàn này thì nó có trang bị đĩa CD. Ở bên trên là cái hộc bằng tép cassette. Ngoài ra thì nó có cả FM 108. Và cái thớt này nó cho ra cái chất lượng âm thanh khá là tốt. Cái ổ CD này thì đứt dây cua loa rồi, em nghe thấy tiếng chạy xè xè ở bên trong. Cửa không ra không vào, coi như không tính. Ở phần cassette cũng vậy, coi như em không tính. Em bán bộ này cho các bác nghe thay loa vi tính. Các tuyến loa thì em tháo để sang bên này rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu soi đến từng thành phần một. Đây là cặp vỏ thùng. Với mỗi một thùng loa bao gồm một cái bát và một cái jack. Bây giờ anh em ta sẽ soi đến phía sau. Cái dòng loa này nó khá là độc đáo bởi vì ở trên mỗi một loa nó đều có mạch công suất nằm ngay tại loa luôn. Như vậy là cái cục dàn này nó sẽ không có công suất mà nó sẽ kết nối với những cái loa có công suất bằng những cái đường cáp. Bây giờ chúng ta soi đến cái phía sau cục dàn trước. Ở đây chúng ta nhìn thấy hai cái socket. Đây ạ. Chính là để kết nối ra hai cái loa. Còn đây. Đây chính là đường aux để kết nối với điện thoại hoặc máy tính hoặc các cái thiết bị ngoại vi. Còn đây là những cái kẹp để đấu anten, nghe sóng FM và AM. Đây là thông số của cục dàn. Kenwood MSA7. Công suất tiêu thụ nguồn 20W, điện áp sử dụng 100V. Made in Japan. Số seri là 3319. Như vậy là bước đầu là chúng ta thấy cái thớt dàn này nó được sản xuất tại Nhật Bản. Còn bây giờ chúng ta soi đến hai cái loa. Như em đã nói là cái loa nó được tích hợp phần công suất luôn ở phía sau. Và nó sẽ kết nối với cái thớt dàn bằng một cái cáp. Đây, cáp đây ạ. Các bác chờ em lấy nét. Đây chính là cái đường cáp để kết nối với cái thớt dàn. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái thông số ở cái loa nó ghi ra như thế nào. Thông số của loa nó ghi ở dưới đít. SGA7. Nó ghi là amplifier, có nghĩa là ở phần âm ly, tức là bên thớt dàn sẽ đưa sang cái loa này với một cái điện áp là 15,5V, dòng là 0,6A. Còn công suất của loa là 25W, trở kháng là 6 ohm. Kenwood Corporation sản xuất theo ly xăng của Kenwood Tokyo, Nhật Bản, tức là theo cái ly xăng của Kenwood. Và cái loa này được sản xuất tại Hàn Quốc, Made in Korea, ghi rất rõ. Như vậy là chúng ta đã soi xong cái thành phần là thông số của loa. Bây giờ chúng ta nhìn qua về cái mạch công suất của cái loa này. Chúng ta thấy nó sử dụng một con IC. Con IC công suất ở đây. Con này có cái tên là LA4471. Và những cái thứ linh kiện liên quan. Như vậy là chúng ta đã xong đến cái phần thông số loa, vỏ thùng loa.
cũng như là bên cái thớt dàn. Bây giờ chúng ta tiếp tục soi đến những cái thành phần ở trong những cái thùng loa, đó là những loa bass và loa jack. Đây là hai cái e-căng nằm phía trước mặt loa. E-căng có vết chảy rách, có thủng đấy ạ, nhưng mà cũng còn ở cái mức chấp nhận được. Các chân gài e-căng là vẫn còn nguyên, không bị gãy. Giờ chúng ta bắt đầu soi đến hai cái loa bass. Đây là bass mang giấy viền lụa. Vâng, viền còn khá là mềm mại. Bây giờ em sẽ dùng thước đo cụ thể để coi kích thước của cái loa bass này là bao nhiêu. Tính cả vành là nó vào khoảng 10,5 cm. Như vậy có thể coi cái bát này là bát 10 cm màng giấy viền lụa. Vâng, bát là từ kép. Giờ em sẽ úp nó xuống. Trên củ bát ghi là Kenwood SGA7T10. Chính xác, đây là bát 10. Số seri nó đánh là K3G1. Vâng, chính xác. Em sẽ cố gắng để cho các bác nhìn thấy côn nhện. Dòng này thì nó zin tuyệt đối rồi, không phải nghĩ. Ở ngay cái điểm cắm dây loa, chúng ta nhìn thấy một con tụ. Đây chính là con tụ để đi ra loa jack đây ạ. Ở trong một cái tổ bối dây thì dây loa jack cũng sẽ cắm chung vào đây. Loa khá là bé nhưng mà khá là chất. Mảng loa còn rất đẹp, vẫn ra cái màu nguyên bản của nó. Bây giờ chúng ta soi đến hai cái check. Check này em gọi là check mắt trâu. Đúng là nó chỉ bé bằng mắt con trâu hoặc mắt con bò thôi. Check màng giấy, viền có tẩm dầu. Mảng loa check còn rất đẹp. Giờ em lật nó xuống. Cái check này thì theo như thông số thì nó chắc là tầm 3 hoặc là 4 cm gì đó. Thôi em cứ đo cụ thể. Từ đầu đằng này sang đầu đằng này là 4 cm. Củ check còn rất đẹp. Đây là phía sau của loa jack. Rất đẹp. Tất cả là zin nguyên chất bãi, nguyên đại cam, chưa hề sử dụng tại Việt Nam. Như cái thớt dàn này thì là em hoàn toàn chưa hề đụng vào bất cứ cái ốc nào. Bởi vì đến cái giờ phút này thì chẳng còn có tí thời gian nào để mà đụng nữa đâu các bác ạ. Coi như em bán cái thớt này theo cái tiêu chuẩn của một cái bộ loa vi tính. Cái bộ này gọi là bộ loa vi tính. Do vậy là cái phần đĩa CD này coi như không tính nữa. Có coi như không. Cassette cũng vậy, có coi như không. Em bán bộ này với giá 1,2 triệu. Và trong đêm nay sẽ có video test âm đàng hoàng. Mong các bác chú ý theo dõi. Bây giờ các bác đi mua một bộ loa vi tính ở siêu thị, cái loại rẻ rúng nhất cũng tầm hơn 1 triệu, nhưng mà chắc chắn là về chất lượng âm thanh không thể nào mà sánh được với cái bộ dàn này.
Bây giờ thì em xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở đoạn sau. Tối qua nghe bố tôi nói, trò chơi này khiến cho ông tìm lại được thanh xuân của mình. Hôm nay chúng ta chơi thử xem sao. Bên giấc mộng, tình hồn chưa phai, cớ sao anh lại xa? Từng chiếc lá nhẹ rơi, đường phố vắng buồn tênh, người ra đi khúc biệt ly rất buồn. Lời nào cho em phút giây ta ấm nồng, tình hồn như mơ có em yêu mình anh. Phút cuối ngày trôi, đường phố vắng mình em, người quay lưng giấc mộng xưa u tàn. Trời mưa tuôn ngoài hiên vắng nhớ anh, bàn tay em bao khát khao đợi chờ. Người đó đến tay em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng. Tình nếu là cách xa thì mãi mãi nhớ nhau, một câu hát chỉ yêu một người. Cho em phút giây ta ấm nồng, tình hồng như mơ có em yêu mình anh. Giờ phút cuối ngày trôi, đường phố vắng mình em, người quay lưng giấc mộng xưa úa tàn. Trời mưa tuôn ngoài hiên vắng nhớ anh, bàn tay em bao khát khao đợi chờ. Người đã đến với em, người mãi mãi có nhau. Vâng, các bác vừa được nghe chất âm của bộ mini Kenwood MSA7. Bộ này thì bé như cái kẹo nhưng chất âm rất tốt như em đã nói ở đầu video đấy ạ. Âm bát rất có lực và giải cao tương đối là sáng sủa. Nó có một vài cái tùy chọn về âm thanh khá là hay. Như vừa rồi các bác thấy em vặn một cái chiếc áp. Vâng. Đây chính là cái chiếc áp acoustic. Khi chúng ta vặn nó lên ở mức cao ấy thì nó sẽ tạo ra một chút
âm thanh gọi là kiểu làm mềm, như chúng ta hay gọi là surround, nó sẽ tạo ra một cái thứ âm thanh mềm mại ảo hóa. Khi chúng ta nghe nhạc vàng, vặn cái nút này lên một chút thì cái tiếng của ca sĩ trong cái nền nhạc vàng nó sẽ mềm mại, bảng lảng và nó vang xa, nghe nó đã hơn, nó đỡ bị mộc. Nó quá mộc thì nghe cái cảm giác nó khô. Còn khi chúng ta vặn cái nút cái chiết áp acoustic lên ấy, thì âm thanh nó sẽ mềm mại và lan tỏa ra khắp phòng, tạo cho chúng ta một cái cảm giác nó nhẹ nhàng thoải mái. Ở ngoài ra ấy, thì nó còn có một cái nút đó là nút NB Sikut. Nút này là nút áp đặt một vài cái hiệu ứng music cài sẵn. Như các bác thấy là em đang bật low notes. Đấy, nó có low notes rồi thì một vài cái chế độ music. Khi chúng ta ấn vào cái nút này thì nó sẽ thay đổi. Còn bộ này nó đời cổ thì đèn của màn hình nó chỉ sáng như thế này thôi, nó không sáng hơn nữa đâu. Đó các bác thấy không? Đó, khi tắt hết các hiệu ứng thì nó như thế này. Còn đây là bật cái nút extra bass. Khi chúng ta mở cực nhỏ mà muốn âm bass nó dày thì bật cái tính năng này. Vẫn là cái nút này thôi nha các bác nhé. Còn khi muốn nghe ở mức âm lượng lớn và các giải âm dàn đều thì chúng ta để ở chế độ này. Nói chung là tùy theo gu nghe của từng bác. Như em thì em thích nghe nhạc vàng có một chút ảo hóa thì nó mềm mại hơn. Cái bộ bé hạt tiêu này thì ngoài cái vấn đề nghe aux ra, bởi vì là phần đĩa CD nó đứt dây cua roa, cassette cũng đứt dây cua roa, ngoài nghe aux ra thì chúng ta còn có thể nghe được radio FM 108. Ơn giời là nghe tiếng khá là trong. Bây giờ thì em sẽ mở một đoạn radio. Với nhau bên bếp lửa. Anh Thư này, anh có thấy chúng trở về không? Chưa thấy gì, nhưng anh tin năm nay chúng sẽ về đông hơn. Ngẩn ơi. Dạ. Dạ anh, có đúng là những con chim này có một chiếc lông đỏ phải không anh? Anh tin là có. Anh cũng muốn nhặt được chiếc lông chim màu đỏ ấy. Để làm gì? Để anh thực hiện được ước mơ của anh. Chết rồi. Muộn rồi anh ạ. Muộn rồi. Ừ nhỉ. Thôi. Thôi anh về. Kìa. Em giơ tay ra xem nào. Mưa ấm quá. Đâu anh? Đúng rồi. Đúng rồi anh ạ. Mưa ấm quá. Ngân ơi. Dạ. Mưa ấm thế này là bầy chim sẽ về. Ngân. Kìa anh. Anh về đi. Khuya rồi. Ngân. Vâng, ở Đài Tiếng Nói Việt Nam thi thoảng người ta có những cái mục đọc truyện hoặc là diễn kịch kiểu như thế này. Nó giúp chúng ta thấy có phần tin tưởng hơn vào cuộc sống. Như các bác thấy đấy, bây giờ cuộc sống nó quá là bon chen. Lắm lúc nó quá trần trụi. Đôi khi chúng ta cần phải có một cái chút gì đấy nó mơ mộng một chút đấy, nó trở về cái thời xưa, cái thời mà chúng ta sống với nhau nó còn thật lòng, kể cả từ tình bạn cho đến tình yêu, nó là thật lòng chân chất. Bây giờ thì em vòng ra phía sau. Lúc đầu video thì em tháo ra rồi để nghiêng để ngửa, các bác cũng khó hình dung. Bây giờ thì em cắm đủ các loại dây sợ vào rồi. Cái đoạn dây cáp từ loa đi vào thớt giản nó khá là to và dày. Nhưng mà hãng đã làm một cái hõm này để khi không sử dụng thì chúng ta có thể gấp gọn cái dây vào đây. Cái đoạn dây này chính là cái đoạn dây em đấu vào để nghe sóng FM đấy ạ. Đấy, bác nào mà mua bộ này ấy, chú ý là đấu vào cái cọc dưới cùng này nhé. Đó. Bác chỉ cần có một đoạn dây điện tầm khoảng 2 mét đấu vào đây.
cứ quơ đi quơ lại đến cái đoạn nào mà sóng nó im nhất ý, thì cố định cái dây lại, thế là xong. Hai cái đầu cắm loa em đã cắm xong, còn đây là đường để cắm nghe điện thoại. Nó đơn giản vậy thôi, không có gì đổ. Nói chung ở trong cái tầm giá này thì nó ngang loa vi tính, và bộ này thì chất lượng âm thanh nó tốt hơn cái thể loại loa vi tính rất nhiều. Bác nào ưa đài tiếng nói Việt Nam và cũng không quá là cầu kỳ trong cái khoản đĩa CD hay là thể loại nọ kia, chỉ cần một cái bộ dàn nhỏ gọn, cắm điện thoại nghe được đấy, hoặc là lấy tiếng từ cây máy tính ra cắm vào đây, đồng thời là nghe được đài tiếng nói Việt Nam, thì cái bộ Kenwood Mini A7 này là một cái lựa chọn không tồi. Vâng, trong đến giờ phút này thì tất cả các đơn vị chuyển phát người ta nghỉ hết rồi. Những bác ở khu vực phía Nam nếu mà thích bộ này thì có thể chuyển khoản cho em để giữ hàng. Sang năm các đơn vị chuyển phát nó làm việc trở lại thì em tiến hành đóng gói và gửi. Còn những bác quanh khu vực thành phố Hà Nội nếu đủ điều kiện để tới bến xe Gia Lâm để đón hàng thì liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại em để ở chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.